Hi, hello cả nhà, Thanh Hà Cuộc Sống Đức đây. Hôm nay Thanh Hà lại giới thiệu với các bạn một món hơi đặc biệt nữa là món sườn xào chua ngọt hay là sườn sốt chua ngọt đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn đẹp không, bắt mắt không? Thấy không, đẹp không? Ok, là cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay các bạn đăng ký like và chia sẻ ủng hộ Thanh Hà nhé. Thanh Hà sẽ cố gắng ra nhiều món ăn hơn nữa và nhất là các món ăn truyền thống. Để coi như là cổ vũ cho Thanh Hà thì các bạn sẽ ủng hộ Thanh Hà bằng cách giúp Thanh Hà nha. Ok, bây giờ Thanh Hà sẽ chỉ các bạn lại từ đầu và món sườn chua ngọt như thế nào theo cái cách làm của Thanh Hà nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn. Hi, chào cả nhà, xin chào các bạn. Đây, Thanh Hà sẽ giới thiệu lại các bạn từ đầu coi như là món sườn xào chua ngọt hay là gọi là sườn sốt chua ngọt cũng theo giống nhau thôi nhá. Vì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại các bạn từ đầu là với nguyên liệu là mình làm là hôm nay là 1,5 kg, 1,5 cân cái thịt sườn này. Ngoài ra sẽ có là hành lá này, mùi tàu này. Cái món là riêng món xào sốt chua ngọt này là mình sẽ phải có được cái món rau mùi tàu. Và ngoài nó có 1,5 cân thịt này đi với lại cần xấp xỉ 1 cân cà chua nữa. Cân cà chua tươi các bạn. Bình thường như ở bên này ở nhà thì có lẽ hơi khó hơn bên này, lắm khi là làm cái món này là mình sẽ thêm vào một chút gọi là cái bột cà chua nữa cơ. Nhưng mà nếu mình giới thiệu có cái bột cà chua nó thì hơi khó cho các bạn ở nhà, có lẽ là hơi khó cái bột cà chua đó. Vậy cho nên là mình hôm nay là hoàn toàn bằng cà chua tươi các bạn nhá. Thế ngoài ra thì sẽ có là với 1,5 kg thịt này thì mình sẽ đi vào nó là 1,5 thìa cà phê mì chính này, 1-2 thìa đường này, và 1,5 thìa muối, trong đó có 1 chút giấm này, mình sẽ bỏ vào khoảng thìa hơn thìa cà phê giấm nữa, hạt tiêu và có hành phi nữa. Thế bây giờ là mình sẽ bắt đầu làm thì các bạn cùng coi nhé. Cái sườn này thì là mình mua ở cửa ngoài chỗ lơi đổ thịt thì là mình đã bảo người ta cắt ngắn ra từng đúng cái này cái sườn cho mình rồi, chứ không có bên bình thường cửa hàng thì nó gần như không cắt đâu, để cả đoạn dài về mình sẽ ngắt ra. Đây nó cắt thành từng khúc, đến bây giờ Thanh Hà chỉ việc sắt nó ra thành từng miếng như thế này thôi. Cái sườn này thì thường như nếu mình định mua mà sốt cái sườn chua ngọt này thì mình lên mua cái loại nó có một chút thêm một chút thịt vào nữa, bạn hiểu không? Sẽ thêm vào đây một ít thịt nữa. Đấy. Bây giờ cái sườn mình đã sắt nó ra thành từng miếng của miếng sườn từng lát như thế này rồi. Thế trong khi xong như thế này rồi thì là mình sẽ có cho vào đây là 1 thìa muối và 1 thìa đường. Cái thìa muối và thìa đường này nó không liên quan đến cái gia vị ướp mà mình giới thiệu lúc nãy nhé. Cái này là chỉ cho vào một chút để biết làm sao, bây giờ nó đang có ấm nước mình đun sôi sẵn đây rồi là mình trần qua cái sườn này một chút. Thứ nhất là cho cái tí muối vào thì nó làm nó trướt ra cái dơ ở trong cái thịt này nó tốt hơn, và thứ hai nữa là cái đường thì nó làm cho cái sườn nó trắng hơn chứ nó không có bị đen đi các bạn. Đấy, khi mà ngâm cái trần các bạn cứ lên cho vào 1 thìa đường và thìa muối, hoặc hơn nhiều một chút cũng không sao các bạn nhớ. Hơn nhiều một chút thêm cũng không sao đấy. Các bạn nhìn đây này, khi nó ra cái nước nó đen đây này. Một là các bạn có thể đun nước sôi trần vào trong xong cũng được, hoặc là đây thì mình làm là như thế này, mình đun nước sôi mình trần ở trong như thế này cũng được. Đó. Cũng không cần phải luộc bằng như là mình luộc cánh gà hôm trước, bởi vì cái này thì nó lại khác, cái nào bắt buộc là mình phải rán sơ và đồng thời là mình sốt thì nó cũng lâu, nên là cái độ chín thì không cần phải rằng là nó chín những sườn ở bên trong giống như cánh gà mình trần hôm trước đó. Bây giờ mình trần xong như này nước sôi khi ra cái miếng sườn nó trắng đấy các bạn này nhá. Đấy, sau khi cái sườn mình ngâm nước sôi mình đảo đều đi cho nó ra cái nó rất là dơ cái tiết ở cái miếng sườn thì nó ra các bạn này. Thì đến bây giờ bát sườn đây, trong cái sườn bao giờ mình ngâm mình sẽ cho một chút đường vào, hoặc là mình đun trần các thịt các thứ bao giờ mình cũng cho một tí đường vào, tí muối vào thì nó sẽ làm cho cái thịt nó trắng và nó sạch cái thịt đấy. Đây mình làm đây. Đến bây giờ thì mình sẽ ướp cái số mì chính mình đã giới thiệu đây này, 1,5 thìa mì chính này.
đường này, đường là hai thìa nhé các bạn, bởi vì khi mà phi cái sườn này thì bắt buộc là cái sườn nó cần phải vàng và nó có một chút của vị ngọt ở trong đó, gọi là sườn chua ngọt này. Và muối đây, muối thì mình cho như thế này thôi, còn lại là các bạn khi làm lên nếm thì là các bạn cứ thử, cái chính là có các cái nguyên liệu ở trong đấy là như thế, còn khi các bạn nêm thì nhiều ít là mỗi gia đình thì các bạn có thể lên vừa miệng. Nhưng cái món này thì với mình, theo mình thì nó là ăn nó hơi nhạt chứ nó không mặn, và nó có vị ngọt chua chua cay đấy. Trong đó bây giờ mình sẽ cho vào trong này là của một lửa số hạt tiêu mà mình 1/3 thìa đây, thì mình chỉ cho một lửa thôi, còn mình trừ lại một lửa là gần được, còn mình cho thì nó mới giữ được độ thơm hơn. Bây giờ mình sẽ ướp đây khoảng không cần nhiều, khoảng tầm 10 phút là mình có thể rán được rồi, mình chiên được rồi các bạn nhé. Khi mình chiên mình có cái đường nó ở trong này thì cái chiên cái vừa sườn nó vàng nên nó rất là đẹp. Thế bây giờ là mình sẽ đi để, trong khi mà chờ đợi để cái sườn này ướp khoảng tầm 10 phút thì mình sẽ chỉ các bạn cái một cái mẹo nhỏ là làm cái cà chua làm sao cho nó sạch cái vỏ nhá. Thì là mình làm nó rất trơn, chắc là trong cái lúc bữa đồ ăn hay là trong cái món thì các bạn nhiều khi nó không thích cái vỏ nó ở trong cái vỏ cà chua ở trong cái món đồ ăn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chút mẹo nhỏ ở trong đấy, nó làm sao cho cái vỏ nó ra nó nhanh hơn và nó không còn cái vỏ ở trong đồ ăn nữa nhá. Ở đây là quả cà chua các bạn. Đây là cái đầu của nó đây nhá. Thì mình sẽ khoét cái ở giữa này đi. Cái lúm của cả cà chua này mình sẽ khoét cái đi ra cái này đi, và đồng thời dưới đít của nó các bạn khía chữ thập cho mình. Đó. Quả tiếp theo cũng làm như vậy, quả tiếp theo cũng làm như vậy, các bạn khía như thế này. Mình làm nhanh có mấy quả mình không ngắt được nữa đấy. Nhớ là phần đít thì khía làm 4, còn cái phần lúm của nó ấy, các bạn khoét đi. Đấy, khi là xong mấy quả cà chua đây rồi, bây giờ làm nào lấy cái vỏ nó ra một cách dễ dàng nữa thì mình sẽ chỉ các bạn tiếp theo nhé. Đấy, bây giờ lại có ấm nước mà mình đã đun sôi sẵn đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ vào đây. Ngâm chừng cũng không nhiều đâu, 2-3 phút thôi. Thì là mình lấy cái vỏ cà chua ra một cách dễ dàng. Cái lúc mình xào thì nó không bị vướng cái vỏ cà chua ở trong đó. Nhiều khi là mình không thích, còn nếu các bạn thích thì các bạn vẫn cứ làm như các bạn thích thôi. Và bây giờ nó là cái hành lá đây. Giờ là hành lá này mình sẽ xẻ dọc này. Riêng cái món này thì là mình làm bao giờ cũng có cái rau mùi tàu, hành lá bắt buộc là phải có. Mùi tàu, hành lá và cà chua, ba cái vị đấy. Mấy này là các bạn phải cắt, mình là phải cắt khúc nhé. Khi ra đĩa đồ ăn thì nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Các bạn là cắt khúc đây là tầm chừng khoảng mấy phân, 3 phân nhé. Đấy, khi mà xào lên cái đĩa đồ ăn đẹp hơn, không đừng cắt vụn. Cắt vụn ra thì trông nó đẹp đâu. Đấy, mình cắt ra tầm này khoảng 2 phân. Yeah. Cái mùi tàu cũng thế nhé. Trong các cái video đồ ăn là mình cũng hay làm, gọi là hơi chỉ dẫn rồi nói với các bạn cũng hơi cẩn thận một chút, bởi vì mình nghĩ thực sự rằng là nó quá lên vài phút nhưng thực sự nó hữu hiệu trong cái chia sẻ đồ ăn với các bạn thì nó là hay hơn là mình rút cắn đi vài phút. Nhưng nhiều khi mình bỏ qua nhiều cái đoạn thì có những cái món ăn nó khó thì các bạn rất là khó hiểu được nhanh, hiểu không? Thì là lúc đi làm này thì lại mất công, lại phải suy nghĩ là như thế này như thế kia. Cái mì tàu này mình cũng cắt khúc các bạn nhé, ngắn hơn một chút. Bây giờ mình để ở đây. Ok thế đấy. Đây cái cà chua bây giờ mình ngâm được khoảng 2 phút rồi thì là tự các bạn nhìn thấy nó chóc ra đây này. Giờ mình sẽ chắc nước đi xong này là các bạn thấy nhé. Đấy các bạn thấy không? Nó nứt đây, nó chóc cái vỏ cà chua ra đây này.
là cái cách bóc vỏ cà chua này là nó ra dễ và nhanh nhất các bạn, nó sạch sẽ. Thường nhất là trong cái lúc mà nấu riêu ấy, bún riêu cũng thế, là mình hay bỏ cái này đi, bởi vì tí nữa khi mà mình xào mà cái thịt nó lát ra rồi thì cái vỏ cà chua nó cứ bị nổi lên á. Xong rồi nhiều khi là mình thấy như là nó cũng có một cái gì đấy vướng vướng hay là trông nó cũng không được đẹp lắm. Mà ăn thì là thường như này cũng chắc ra cũng có ăn đâu. Đấy, thế nên là các bạn thích thì các bạn sẽ làm sạch ngay từ đầu ấy. Đấy các bạn thấy không? Cứ thế là mình tuốt ra thôi, chứ nếu mà các bạn để sống ấy, thì các bạn chắc là bóc cái quả cà chua này thì nó cũng là nằm vấn đề đúng không? Đấy, giờ nó nứt đây. Nó tự nó chóc ra. Các bạn phải khía đầu khía đuôi như thế nhé. Đúng không? Cái món này thì hơi nhiều cà chua các bạn nhé. Nhưng tí nữa nó la tan hết ra thì nó chỉ là thành là rô giờ là cái sốt thôi mà. Ok, thì bây giờ Thanh Hà đã coi như là thái và làm xong, chuẩn bị xong rồi. Chứ trong cái thời kỳ lúc thời gian là mình xong như thế rồi, cái sườn Thanh Hà ướp cũng đã là ok rồi, cũng tầm 10-15 phút là cũng được, chứ không cần phải ướp lâu quá các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi làm bước tiếp theo coi như. Các bạn sẽ rán vàng. Nó chỉ là giống là rán sơ nhưng quá rán vàng đều lên. Thì khi lên cái miếng sườn nó sẽ đẹp các bạn. Các bạn cứ cho lửa lớn cũng được, không cần phải lửa nhỏ đâu, thì lửa nhỏ nó không vàng nổi được cái miếng sườn và nó cũng còn bị lâu nữa. Nó giống kiểu mình rán miếng cá để sốt hay nấu riêu ấy nè. Mình cứ cho là lửa nó lớn lên chút, không ra. Và mình nhà dán mình nhé. Bây giờ là cái sườn mình dán là nó vàng lên giống như thế này rồi các bạn nhé. Đấy, dán xung quanh hai mặt này mình vàng hết lên là ăn áo như thế này thôi. Đấy. Mình còn sốt nữa nên là nhưng mà một màu nó phải vàng sơ sơ như thế này, chứ không phải là dán thì từng dán thì ăn ngay thì nó lại có lẽ là thêm cái phải dán kỹ hơn này. Bây giờ mình dán lại dán sơ như thế này thôi. Và mình sẽ rửa ra thì mình bắt đầu đi sốt cho các bạn. Rồi, giờ cái chảo dầu rất là sạch nên mình không cần phải rửa nữa. Rồi mình lại cho mỡ mới. Và đây là có một cái chút hành, hành là hành Việt Nam các bạn nhé. Hành là hành phi của Việt Nam mà mình hái sẵn ra rồi. Nó là hành cái khô mình mang từ nhà xa Việt Nam sang vẫn còn đấy. Thế nên là mình không cần phải dùng hành tươi nữa. Giờ là mình phi hành lên thế này. Mình phi hành nó, cái này không dùng đến tỏi nha các bạn nhé, vì cái vị vào đây nó không hợp đâu. À bây giờ nó bắt đầu là cái đĩa cà chua đây. Khi cái hành nó vàng thơm một cái là mình cho cà chua vào đây. Rất là đơn giản các bạn. Nếu mà các bạn nhà nào cũng làm ăn rồi đây mình chia sẻ lại với nhau rồi mà làm và ăn như thế này các bạn. Các bạn có thể bạn là lửa lớn lên được rồi. Đấy, cái cà chua các bạn tí nó ra nó thành bột hết.
khi các bạn bỏ cái vỏ nó đi là nó không có bị lôi thôi ở trong cái chảo đồ ăn. Mình nhìn thấy cái chốc nó cái miếng cà chua thì kiểu gì nó cũng tan ra, nó thành bột. Thì lúc đấy chật ra thì nó còn là các cái vỏ cà chua. Đấy, hôm nay là mình cũng có một cái mẹo nhỏ là chỉ các bạn làm sao làm sạch cái vỏ cà chua nó là như vậy nhé. Đấy, giờ mình cứ sốt lên thế này. Mình sốt lên thế này. Đấy, đến bây giờ mình làm ấy như thế này rồi, các bạn cho vào đây cho mình 2 muỗng cà phê này giấm nhé. Còn các bạn cứ phải lên thử xem, nếu mà trong trường hợp nó chưa đủ chua ngọt thì các bạn cứ cho thêm kể cả đường cũng vậy nhé. Thì cái món này nó gọi là chua ngọt mà. Mà ăn lại phải nhặn ra. Bây giờ là mình sẽ cho cái sườn này vào đây được rồi. À đây nó bị nhiều cái mỡ, mình phải trừ cái mỡ này. Rồi các bạn cho nhỏ nửa đi. Rồi cho nhỏ nửa đi. Cho mình đảo qua một chút cái này cho nó ngấm cái cà chua với cái sườn vào với nhau đã. Rồi mình đi cho nước vào. Các bạn cho qua 2 thì giấm cà phê giấm ở đây không các bạn, chốc nó thì lếm thêm đường và giấm. Nó cảm thấy nó vừa cái miệng mình ăn như thế nào thì các bạn cho thêm nhé. Cảm thấy vừa rồi thì thôi. Giờ nó đun nhỏ như thế này. Các bạn đảo chừng thế này khoảng tầm 5 phút đi nhá. Mình cho vào mình đun nó sốt lên như thế này, nó được tầm khoảng 5-7 phút thì cũng được, 10 phút cũng được các bạn. Thì cho nó cứ nhỏ nửa thôi. Nghĩa là cho mình muốn giữa cái cà chua này và cái gia vị mình ướp trong cái sườn lúc này là lúc nó ngấm vào miếng sườn mình ăn. Khi mình ăn cái miếng sườn nó đậm đà. Các bạn nhìn thấy không, đấy cái sườn mà mình là cái sốt cà chua đây này, khi mình làm nó bỏ cái vỏ đi, các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn nhìn thế này, nó như là cái rô giờ cái sốt luôn đây này, thấy không? Đấy, không nhìn thấy miếng cà chua đâu nữa. Nếu như các bạn để cái vỏ cà chua làm những cái món này thì bác nhìn đâu đấy nó cứ vẫn là bị lẩn vẩn các cái miếng vỏ cà chua, thì thường khi ăn không ăn mà vẫn phải nhặt ra nhé, thì là trông nó không đẹp mắt. Nhất là mấy cái món như bún riêu ấy, các bạn là cái vỏ cà chua các bạn nên lấy ra thì lúc mình ăn các bạn cảm thấy nó ngon miệng hơn là để cái vỏ cà chua này trong đấy. Đấy, hôm nay mình chỉ cái mẹo này. Và bây giờ là cái nước sôi đây là mình bắt đầu mình đã đun sôi rồi. Mình lại đun sôi rồi và mình sẽ cho vào đây hơi xâm xấp thế này. Các bạn đun tiếp cho mình, nghĩa là ít nhất là nửa tiếng nhé. Ít nhất là 30 phút các bạn. Thì là các lúc đó thì là sườn mới đủ mềm thì các bạn ăn nhá. 30 phút hoặc ngoài 30 phút một tí thôi, chứ mềm quá thì đúng này cũng không ngon. Ăn là nó không đủ cái độ ấy của nó. Đấy. Thế còn lại là nó mà vị chưa đủ mềm thì các bạn ăn cái nó rắn cái mấy cái sườn ăn cũng không ngon. Vậy là ngoài ít nhất là nửa tiếng các bạn thử xem cái sườn nó đủ mềm chưa nhá. Thì lúc đấy các bạn ăn, nhưng mà thường thì mình làm là còn nửa tiếng thì là ăn được rồi. Thấy chưa? Đấy, các bạn cho thêm một tí nữa này. Thì các bạn cho hơi sắp sắp cái này. Nó sôi tầm nửa tiếng cho nó hơi cạn đi một lúc là vừa nhá. Đấy, đây là món sườn sốt chua ngọt đây. Bây giờ mình sẽ cho để nhỏ lửa như thế này. Và nó sôi ở trong cái nước cà chua như thế này thì là nó sẽ ngấm hết được cái vị của cà chua nó vào đây. Chua chua ngọt ngọt các bạn nhỉ. Các bạn thích ăn ớt các bạn có thể cho một chút xíu vào, ít thôi nhé. Đấy, chua cay mặn ngọt luôn, có một tí xíu cay thì là ok. Đó. Đấy, mình thường là mình cũng cho một tí đấy. Thì các bạn sẽ cho vào đấy nhé. Hoặc là một cái quả ớt nhỏ các bạn là cắt nó ra các bạn cho vào thì là ăn nó thêm một cái vị cay nó cũng rất là ngon. Ok, thế nó xong rồi là tí nữa xong rồi mình chỉ lại các bạn tiếp. Bây giờ là bạn nhỏ lửa này, thật nhỏ lửa, cứ thế liu riu lửa tiếng là được các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn này, cái độ sệt này, sốt này, cái dạ, nó sệt sánh như với nhau về cái màu này, nó ra các bạn thấy không?
Và cái gia vị thì mình nêm nếm là cũng được rồi. Và bây giờ mình muốn là cho vào trong này là được. Chút xíu nước mắm nữa. Với lại một và nửa cái thìa cà phê này ớt nữa các bạn nhé. Còn các bạn là thích ăn thêm nhiều thêm ít hay là không ăn thì các bạn tùy. Nhưng mà mình cho vào một chút xíu ớt ở trong cái em này, nó không đáng để là mình thấy cay đâu các bạn. Và bây giờ là hành lá này, ngò ôm này, rau mùi tàu đấy, ngò gai quên cả ngò ôm. Ngò ôm là khác đúng không? Bây giờ là như này là coi như là gia vị vừa thôi. Hay là còn lại một chút hạt tiêu, lúc nãy là mình bảo đấy, lúc cuối mình cho vào thì nó thơm hơn đấy các bạn. Bây giờ là mình đảo lên, các bạn thấy độ sánh, độ rèn của nó là ok chuẩn luôn này nhé. Các bạn cho lướt tính làm sao nó vừa sệt sệt với cái ấy, đun trong cái sườn, xong đun tầm nửa tiếng thì nó xuống ra đấy, nó như thế này là vừa, các bạn thấy không? Khi cái hành lá mình nhớ là cắt khúc nhé, cắt khúc tầm như thế này, 2 cân 2 cân rưỡi này, thì khi đổ ra cái đĩa đồ ăn nhìn nó rất là đẹp. Và trong cái này là lúc nào mình ăn là cái này hơi lại nói là có một chút gọi gia truyền ở trong cái củ sườn xào chua ngọt này đấy, nó đều là học hỏi từ ông cha này, cha mẹ ngày xưa ra đấy các bạn. Mà sang đây tất nhiên là mình có thay đổi đến một chút gọi là Tây Âu một tí, nhưng mà thực sự nó đều có những cái sống ở trong nhà nòi một tí. Mình Thanh Hà đây vậy cho nên là cố gắng làm sao Thanh Hà sẽ luôn luôn ra những cái video gọi là về món ăn truyền thống các bạn nhé. Cái món ăn gọi là kiểu cách một chút, có lẽ là mình cũng không đi sâu nhiều, mình sẽ cố gắng đi ra, sẽ đây giới thiệu cho các bạn rất nhiều là món ăn gọi là truyền thống để các bạn được biết nhé. Rất là nhiều bạn trẻ có lẽ là cũng không được biết nhiều về cái mấy món truyền thống này. Các bạn sẽ thử cái món sườn xào chua ngọt này nhé, rất là ngon, ăn vừa miệng, chua cay mặn ngọt. Cay thì một tí ti thôi, nhưng hiểu yếu là chua ngọt trong này và là nhạt các bạn nhé, không được phép mặn đâu. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra đĩa các bạn coi nhé. Đây cả nhà ơi, đấy cuối cùng là thành quả coi như là món sườn chua ngọt là như thế này đây. Đấy, sau nửa tiếng, sau khâu chuẩn bị này, thao tác một lúc và đứng nửa tiếng để trên chảo, thì bây giờ đã ra riêng miếng sườn chua ngọt hấp dẫn không các bạn? Nhìn từ màu mè cho tới tất cả coi như là miếng sườn nó mềm đủ ăn nhớ bạn nhé. Ok, những gì Thanh Hà đã hướng dẫn các bạn là tất cả trong video rồi, và ngoài ra Thanh Hà sẽ ghi thêm cái công thức thêm ở dưới bên dưới nữa. Một lần nữa là mình cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà, cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành và đi cùng Thanh Hà trong thời gian vừa qua.